Ba ba. Giờ anh em ơi, Giờ đang chiến mất. chiến Giờ em chiến đang mất. chiến. Và đó là 2-0 cho team CB. Quét gì ra hả? À, đến từ từ tao bóc sau lưng đây nè. Ok. Có mắng không? Có mắng vậy? Có mắng vậy? Không, mắng đâu, không mắng đâu. Rồi. Lát hit đó, tao lát hit từ từ, tao bỏ lính luôn á. Tao bỏ lính luôn được. Khoan, chờ. Rồi nè. Đâm 5 y, từ từ nha. Rồi, đồ lại kiếp. Rồi, không sao. Hai mạng của tôi á, nhiều quá vậy. Rửa cho ông rát kìa. Ôi, đang rồi. Bỏ mắt ra. Đâm luôn rồi chưa? Đâm đi. Sẽ vô không rồi. Cái này góc này ngon nè. Tới luôn. Con kia không thì bắn nghe đâu mà. Làm gánh đánh tập trung tí nha, đừng để mới tập trung nha. Đúng rồi. Giờ cái lợi thế này, mêu lôi, cái băng âm đáng chết vậy. Về, bắt giờ đây, ăn Baron xong cái mà cho mày bắt giờ nè. Ra đòn nè. Ra đòn luôn đúng không? Đúng. Bắt bây giờ cái đò, nó đang làm. Bỏ đi. Đừng đứng đó. Bỏ luôn, chúng bỏ luôn. Kiếp, mày đứng ngay mặt siêu cho tao đi kiếp. Rồi, tao kê cho. Nè, hết rồi. Rồi, để cho xe bắn thôi. Cũng ngồi đứng sau lưng xe đép thôi. Mạnh cũng đứng. Có gì cứ rờ cho một kiếp luôn cũng được, không cần rờ đâu. Nè, cũng ngồi lui lui về dắt kiếp lên nè. Chạy, dắt cái bài kiếp dưới lên kìa. Rồi. Ok. Bỏ rồi. Rồi, tiếp tục luôn. Tiếp này luôn á, có đắp đưa luôn á. Mạnh lo, mạnh đứng cao lên. Che lại mạnh, muốn đánh nè. Nè, dưới đó nè. Tao đỡ cái rờ, xe vô nha. Đánh hay rồi đó. Level 1 đánh về khá hay nha chị cũ. Cứ kêu sao đánh vậy là được. Level 1 đụ mấy tôi quýnh vô hả? Level 1, level 2 tôi quýnh vô đụ mấy. Lính hay quá. Easy.
gì bói? Tâm lý rồi. Nãy tao quýnh cho ba nhịp xong đụ tâm lý luôn mà. Tâm lý quýnh hết nổi luôn. Má cái đầu game mà hai cái mạng nó sớm là win sớm rồi đó. Chui vô tao hoặc là chui vô gần thôi là đủ mới xong game luôn á, là xong game luôn á, đinh game luôn. Tại bà cũ ba cầm hai mạng xong mà bà không biết đánh á, cái đưa sức đao lại cho họ đê nó là tao cũng hơi khó chơi một tí. Má cái pha kia tự nhiên nó đi nó dòm tao nó khùng. Xong rồi tao bật cái gờ tao ăn hết đao luôn, tao còn tao đéo mất miếng máu luôn. Sao gần nắm mẹ sao đâu? Hai này kết. Mion di chuyển không? Để mít rộng Mion, di chuyển đi. Đừng cho di chuyển, đứng đi. Bóc vô đây thôi. Có nè. Quay này làm luôn. Lẹ nha, rửa ra nha, lẹ nha. Không hiêu. Rồi. Ở đây nè. Thiêu đốt nè, canh thiêu đốt đi, chạy ra luôn. Rồi, ok. Thằng đấy đi. Con có cây nó vừa chết nè. Vô đấy cho tao rồi, xe lép. Cho tao đẩy nó quay cái kia đây. Có thể trong đấy mình nha. Mày sáu thì xuống đây. Sáu luôn á. Rồi, sáu thì xuống đây. Quay sau nha. Rồi. Ăn đá đi. Thôi mày tự giết luôn đi. Rồi, cho kiếp. Quỳ đó. Có hàng. Lôi. Có hàng mày. Lôi. Mày đứng. Cầu cho nó xuống luôn. Cầu cho nó xuống cũng được. Rồi. Thôi, đánh lùi lại đây. Rồi, tao cướp đường sư giải nha. Tao bú đường sư giải nha. Tao xuống tao thả luôn á nha, tao xuống mày tao thả luôn xe lép. Thôi, tao bắt về bộ đầu đó. Tao đánh dưới luôn á. Rồi. Cứ hù nó liên tục là tự học sợ rồi, cứ mất rờ rồi. Mày có thọt không? Không thọt. Thả luôn đi kế đây. Biết xuống. Không đai nha. Bốn hàng. Rồi. Chui ra ngoài, lùi lại. Có cây nè. Có cây dưới rừng đó nè. Để tôi đẩy hẳn lên đâu này. Ủa bị gì vậy? Đói rồi đúng không? Cho ăn, mình đánh từ từ xuống. Nó bế tắc rồi, nó muốn đánh á. Cho Mion bóp. Xuống dưới đây, mày xuống dưới, tao đứng trên nha. Rồi, đánh mạnh. Ok. Đây là tôi nữa nè. Rồi ăn luôn kìa. Rồi xong, lại. Đại sự. Còn con cúc kia nha. Nó chơi, chị hai ơi, xui chi vậy?
Tôi đang chi? Ghép mình dễ quá. Gầy 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 nó bóc nó kìa. Nó chết cái tao giờ, nó. Chú qua đây, Elon. Coi không? Ở đây đó, ở đây được. Nice. Này con rồng hoặc đẩy mấy này. Chắc phải lên cái quá. Cái gì vậy? Đồng hồ quá. Ờ à, lên đây. Cái đồng hồ. Lên đây. Ở đây, nó ở đây. Nó giam thợ cũng. Ơi. Giam thợ cũng luôn. Ờ đây, cái này luôn, cái này luôn, con gọi chết rồi đó. Đánh được. Có máu. Mày, con lấy mày. Mày. Nè, em về tới le lên e luôn nè. Bắn chưa? Cái nè. Rồi, lồm rồi. Hello. Chú Phi. Trời ơi, chú chết bạn nhập nè. Nè luôn. Kêu bỏ hát mẹ ra. Tôi bị hết cho tôi. Tôi cơm gạo lắm, tầm này tôi cơm gạo lắm rồi. Điện thoại ông ơi, ăn hai con sứa giả chí quá anh em ơi. Và đó là ly sen của cậu ba.